Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên xa hàng ngọt ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường Hương Lộ 5, tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí em đang đứng đây là cách biển Phước Tỉnh đâu đó khoảng tầm hơn 100m nha quý anh chị. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất cách đường Hương Lộ 5 này khoảng tầm vài chục mét thôi quý anh chị. Ở đây vị trí mình là chợ này, trường học, nhà thờ đây quý anh chị, cách chỉ vài trăm mét thôi ha. Đường này là đường Hương Lộ 5, thì con đường này là kinh doanh buôn bán mọi mặt hàng trên con đường này luôn nha quý anh chị. Đây, đi thẳng ra đây ra biển, đi hẻm xe máy quý anh chị, đi khoảng tầm 100m thôi, còn đi ô tô lên đây khoảng tầm 150m ha. Đây quý anh chị, bây giờ em sẽ quay vào sản phẩm cho quý anh chị xem. Một lô đất gấp hai mặt tiền, ngang 10 sâu 18, nở hậu là 11m6 ha, full hết thổ cư quý anh chị. Mà giá chỉ có 3 tỷ mốt thôi. Đường bê tông ô tô vào tới nơi quý anh chị. Đây. Rẽ vào đây một chút xíu thôi ha. Lô góc hai mặt tiền quay về hướng Tây Bắc. Đây quý anh chị, lô góc hai mặt tiền này ha. Cực kỳ đẹp luôn. Thì đường hẻm xe máy này là đi thẳng ra tỉnh lộ 52, đường Hương Lộ 5 cũng được nha quý anh chị. Đây em xin nói lại, lô đất mình tổng diện tích là 193m2, bám mặt tiền đây, qua sát vách nhà luôn là 10m, phía sau nở hậu là 11m6, sâu vào trong là 18m ha. Chủ đã lên full hết thổ cư. Thì hiện tại là hai sổ nha quý anh chị, hai sổ, nhưng mà chủ bán hai sổ chứ không bán lẻ nha. Mỗi sổ 5m nhưng mà chủ không bán lẻ. Đây là đối diện lô đất của mình. Đối diện của mình là khu dân cư khá là đông đúc luôn. Thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, đường bê tông ô tô thoải mái luôn nha quý chị. Còn hẻm này là hẻm xe máy ha. Hẻm này mình đi ra chỗ lúc nãy em đứng luôn quý chị, ra đường Hương Lộ 5 luôn ha. Để em quay ra cho quý chị xem. Đất của mình thì cao ráo bằng phẳng ha. Mình là đường thông thường hết quý chị. Hướng này là đi xe máy ra Hương Lộ 5, còn đi ô tô là đi bên đường lúc nãy em đi vào ha. Mà giá cực kỳ hời, giá chỉ có 3 tỷ mốt thôi quý anh chị. Anh chị quan tâm thì bóc liền cho em ha. Thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở vị trí lúc nãy em đứng đây quý anh chị, đứng trên đây ha. Thì hướng này là đi ra nhà thờ, ra trường học, ra ủy ban ha. Tiện ích xung quanh ở đây là đầy đủ hết quý anh chị ha. Còn đi ra biển đây, đi ra biển đây, chút xíu rồi ra biển luôn ha. Và bây giờ em sẽ quay từ vị trí đất của mình đi ra biển Phước Tỉnh ha. Vị trí nằm ngay trung tâm luôn quý anh chị. Anh chị nào mà đang tìm đất gần biển Phước Tỉnh để nghỉ dưỡng thì inbox liền nhà em lô đất này ha. Khu dân cư khá là đông đúc luôn. Lúc nãy em đứng ngay quán sửa xe đây quý anh chị. Có con hẻm đi vào đây ha. Cách khoảng tầm 200m là tới biển. Ra đây là bờ kè Phước Tỉnh quý anh chị ha. Đấy. Rồi, anh chị nào quan tâm lô đất này thì inbox cho em. Em xin nói lại là tổng diện tích là 193m2, ngang 10m, sâu 18, nở hậu là 11m6, full hết thổ cư ha. Giá 3 tỷ mốt. Rồi để em quay sổ và sơ quy hoạch cho quý anh chị xem. Quý anh chị, thì mình là hai sổ luôn ha. Thì để em quay một sổ cho quý anh chị xem. Thì anh chị nào quan tâm thì inbox Zalo em gửi hai sổ cho quý anh chị xem ha. Đây. Thửa đất số là 400 tờ bản đồ 122, địa chỉ là xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ này là tổng diện tích 97,9m2, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, full thổ cư ha, thời hạn lâu dài. Đây quý anh chị, mình là góc hai mặt tiền ha. Đây thửa này và thửa bên này. Thì em quay một sổ thôi. Anh chị quan tâm thì inbox cho em để em gửi hai sổ qua Zalo cho quý anh chị xem ha.
Bây giờ em sẽ soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thì đất của mình là quay về hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Thì tổng diện tích hai sổ của mình là 193,2 m² này, ngang 10 m, nở hậu là 11,6 m, sâu là 18,1 m ha. Lô đất cực kỳ đẹp cho quý anh chị xem vị trí ở đây, góc hai mặt tiền. Đất ở nông thôn toàn bộ hết ha, full hết thổ cư. Đây quý anh chị. Thì mình là vị trí ngay chấm đỏ luôn quý anh chị. Đây, đi ra biển có xíu xíu thôi. Khu dân cư kính luôn. Anh chị nào mà quan tâm sản phẩm để mình nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em ha. Thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị. Trường học, ủy ban, nhà thờ là cách khoảng tầm vài trăm mét thôi quý anh chị.